ngọt, 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 siêu cấp ngọt. Mời tự chuẩn bị nước chanh xem khi còn bé từ ít minh từng gặp qua một người chị, một người chị siêu dịu dàng, lúc cậu bị khi dễ đã giúp cậu, để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu, nhưng chỉ một mặt này chưa từng gặp lại. Anh vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại, chưa từng nghĩ năm đầu tiên đi làm lại gặp cô. Nội tâm hắn kích động, mượn cơ hội tới gần, nhưng tỷ tỷ lại nói. Ta thành thân, con cũng có nội tâm không cam lòng chi phối lựa chọn của hắn, câu chuyện cũng bởi vậy mà mở mang. Gặp sai người vào sai thời điểm là sai lầm. Gặp sai người vào đúng thời điểm, thật đáng tiếc. Gặp đúng người vào sai thời điểm, thật đáng tiếc. Gặp đúng người vào đúng thời điểm mới là viên mãn. Chương 1 Không bình thường một ngày. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Tên của ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Tâm tính sập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Khuôn mặt cũng hồng tâm cũng nhảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Đi, đi ăn cơm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Cảm tạ, ta không ăn cây. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mất ngủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Trướng củi khảo thí bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Hắn đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hắn đi hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.